Chào sư, vấn đại Dạ, sư. kính thưa sư ạ. Dạ sư, sư dời cái máy sư qua một chút xíu đây sư, để cái hình của sư vô cái góc. Dạ, con cảm ơn sư. Dạ, con thỉnh sư cho chúng con vài pháp thoại sáng nay. Xin cảm ơn sư. Một tuần trước tôi chỉ có một ít thời gian, chỉ có một ít thời gian cho cái bài giảng, có một tiếng hồ là sao chúng tôi phải đi. Nên tôi nói chưa hết ý, tôi thấy đề tài nó rất quan trọng. Tuần trước tôi nói về cái chữ chuẩn bị đó, tức là dầu muốn dầu không thì mỗi một giờ, mỗi một giây phút trôi qua trong đời mình á, dù muốn dù không, dù mình có biết hay không biết, mình là chư thiên hay là nhân loại hay là một con thú hoặc là một côn trùng, thì dù biết hay không biết thì chúng ta cũng đang kín đáo dọn đường để đi về đâu đó, đang kín đáo có mặt trên con đường dẫn về đâu đó. Và tất cả những gì chúng ta nói, làm và suy nghĩ trong mỗi phút đó, nó là một cái kiểu chuẩn bị cho mình. Những gì chúng ta ăn uống, những gì chúng ta làm việc bằng tay chân, bằng ngôn từ, cũng đều là những chuẩn bị cho một cái tương lai. Ở đây mình bao gồm luôn cả những người mà không có biết Phật pháp, những người mà không có tin có đời sau kiếp khác thì cũng như vậy. Và cái chuẩn bị này nó không có chỉ đơn giản là cho cái chuyện tái sanh luân hồi, mà nó còn là cái chuẩn bị ngay trong đời này. Tùy thuộc vào cái kiểu sống, cái kiểu ăn uống sinh hoạt tiếp xúc, nói chung là tùy thuộc vào cái kiểu sống của mình, nơi chốn rồi bè bạn rồi thực phẩm rồi khí hậu, tất cả những cái đó đều là những chuẩn bị hết, về tinh thần lẫn vật chất đều là chuẩn bị hết. Những chuẩn bị đó nó cho một, trước mắt là nó cho ngay đời này, tức là về sau 5 năm nữa, 3 năm nữa, 10 năm nữa, 15 năm, 20 năm nữa mình sẽ khỏe, mình khỏe hay là mình bị bệnh, hoặc là nhẹ nhàng nhất quý vị thấy, cho những người mà muốn, những người mà có muốn có một cái ngoại hình như ý, muốn có một làn da như ý, muốn có một cái sự cân đối, muốn có răng đẹp, muốn có tóc đẹp, tất cả đều là phải được chuẩn bị ngay từ bây giờ hết. Kiểu ăn uống của mình, kiểu sinh hoạt của mình có thể làm cho cái da mình xấu, răng mình xấu, tóc mình xấu. Mình muốn, như tôi nhớ bên Mỹ có cái ông bác sĩ Phật tử, ông nói mấy người, mấy cái bà Mỹ đen, mấy bà cũng muốn ốm, mấy bà cũng muốn thon thả, mấy bà cũng muốn giảm cân, cũng muốn nhỏ eo, mà cứ chạy bộ, mà bình thường mới ăn một, mới chạy xong ăn hai thì đói đó. Thì tất cả kiểu ăn kiểu uống của mình nó sẽ để lại một cái hậu quả hoặc là kết quả cho mình, đó là về vật chất và về tinh thần cũng vậy. Cái đầu mình thường suy nghĩ nhiều về cái gì thì đó là một cái chuẩn bị, đó là đại khái nội dung của việc trước tôi giảng đó. Thì lần này tôi lại triển khai thêm một chuyện khác, đó là tất cả phi thuyền hỏa tiễn không thì khi nó khởi hành đó, nó cần có một cái bệ phóng, nó cần có một cái dàn phóng, người ta gọi là bệ phóng đó. Cần có một cái dàn phóng, coi như là điểm xuất phát, điểm khởi hành của nó đó. Thì tất cả chúng ta cũng vậy, những gì mà chúng ta đang làm bây giờ này, nó đều là cái dàn phóng, cái bệ phóng để mình đi về đâu đó, rời quỹ đạo này để đi về một cái phương trời khác. Thì hôm nay tôi đặc biệt tôi nói đến cái gì, đó là hỏi mình nói chung chung, bữa nào nói chi tiết. Người mà trong theo trong kinh Phật á, chứ không phải là theo ý của ai hết, mà là theo kinh Phật á, thì tùy thuộc vào cái tiền duyên, cái túc duyên giải thoát của mỗi người có hay không, dày hay mỏng, không? Mà ngay đời này chúng ta có một cái bệ phóng không có giống nhau.
Có người đó thì năm quyền bị thiếu, tính tấn niệm định tuệ bị thiếu hơn, đức tin có vấn đề, sự nỗ lực có vấn đề, chánh niệm có vấn đề, khả năng tập trung tư tưởng tức là định có vấn đề, trí tuệ có vấn đề. Hoặc có người đó là đức tin rất mạnh nhưng mà thiếu tinh tấn, có người tinh tấn rất tốt nhưng mà thiếu chánh niệm, có người chánh niệm rất tốt nhưng mà thiếu trí tuệ nha, tùy. Và một chuyện nữa đó là mình nói về cái đức tin đó. Đức tin nó có hai thứ, đó là chánh tính và cái tà tính. Tà tính tức là không tin gì hết, không có tin cái chánh pháp mà chỉ là không tin gì hết hoặc là tin bậy bạ, đều được kể là tà tính nha. Không tin gì hết hoặc là tin cái bậy bạ ngoài cái chánh pháp thì cũng dễ kể chung là tà tính. Cái tà tính đây không hẳn là chỉ là tin bậy đâu, mà nó còn không tin gì hết cũng là tà tính. Thì mình thấy trong đời sống mình đó là có rất nhiều người tự nhận là Phật tử nhưng mà họ không có thiết tha với giáo lý, không có thiết tha với cái sự thực tập tuệ quán, họ cũng không có quan tâm đến cái tuổi già họ sẽ ra sao, họ cứ không quan tâm cái giây phút hấp hối họ ra sao, mà họ cứ tập trung cho cái đời sống trước mắt thôi. Rồi họ, và khi họ nghe giảng mà về cái chủ đề mà cái quan niệm gọi là cái khái niệm gọi là sống trong hiện tại, họ thích lắm, vậy họ tưởng sống hiện tại là vậy đó, không phải. Sống trong hiện tại không có nghĩa là mình bạc mạng với giây phút trước mặt rồi không nghĩ đến đời sau kiếp khác, không nghĩ đến một tuổi già hay là lúc chết, không phải. Sống trong chánh niệm thì sống trong hiện tại thì nghĩa là sống với chánh niệm chứ không phải là bất chấp tương lai, nhớ nha, cái này nghĩa kỹ nha. Sống trong hiện tại có nghĩa là sống với chánh niệm, sống với tính tấn niệm định tuệ, tập trung vào hiện tại, đó gọi là sống trong hiện tại, sống hết mình với cái đang là à. Chứ không phải sống với sống trong hiện tại đây có nghĩa là mình gọi là chủ trương hiện sinh chỉ biết trước mắt thôi, còn chỉ về sau này cũng cần cứ là gọi là xả láng sáng ngày sớm, cái đó không phải là cái tinh thần gọi là sống trong hiện tại của Phật pháp, nhớ nhờ, đó không phải. Không phải thì tùy thuộc vào mỗi người chúng ta quan tâm tới cái gì, chúng ta quan tâm tới cái gì là một chuyện, có quan tâm chúng ta mới có thiết tha với nó, thì ở trong kinh nó gọi là tứ trưởng ấy. Có quan tâm thì mới có thiết tha, mà cái thiết tha đó được gọi là dục, rồi có thiết tha thì mình mới ra sức nỗ lực đúng mức, thì đó gọi là cần. Rồi cái thứ ba nó là cái tâm thế, tâm thế có nghĩa là mình có thiết tha đó, rồi mình có nỗ lực đó, nhưng mà cái lý tưởng hành động của mình là cái gì? Cái lý tưởng hành động, lý tưởng hành động ở đây gọi là dục cần tâm thẩm, cái tâm đây là mình xài tâm gì? Lý tưởng hành động mình là cái gì, là dục giới, là đáo đại hay là tâm siêu thế? Siêu thế đây là không có rồi, nhưng mà ngay trong tâm dục giới mình làm việc đó mà bằng cái sự tác động của phiền não hay là bằng thiện tâm, mà thiện tâm của người hưởng dục hay là thiện tâm của người ly dục, thiện tâm của người cầu quả sinh tử hay là cầu quả vô lậu giải thoát, nhớ nha, cái tâm thái, cái tâm thế rất là quan trọng. Cho nên cái thứ ba là cái lý tưởng hành động, thứ nhất là sự thiết tha và cái niềm tin vào một cái lý tưởng cao đẹp, không? Và chính cái niềm tin đó nó mới cho mình cái sự thiết tha. Thì cái thiết tha đó nó mới chính là cái dục trưởng. Cái thứ hai, nó có thiết tha đó, cái muốn nó có thiết tha đó, thì nó mới có sự nỗ lực đúng mức. Mà có nỗ lực đúng mức nó chưa đủ, nó còn phải cái thứ ba, nó là lý tưởng hành động. Và cái thứ tư là gì, là phương thức hành động, là thẩm, là trí tuệ đó. Vậy bốn cái là dục cần tâm thẩm, đây là bốn cái nền tảng, bốn cái nền tảng hành sự, bốn cái nền tảng là đạo nghiệp của mỗi người, rất là quan trọng. Thì tôi nói cầu may thôi, chứ trong nhận xét của tôi thì do bối cảnh văn hóa, bối cảnh xã hội, rồi từ đó nó dẫn đến cái bối cảnh tâm tôn giáo và bối cảnh tâm lý, cho nên trong nhận xét của tôi thì người Việt Nam mình là chắc cũng phải là trên 60% là Phật tử. Đó là cái cách tính mà coi như là chắc ăn nhất ấy, là trên 60% là Phật tử. Mà trong cái 60% đó
thì tôi e rằng đó là chỉ có 1% mà là đến với đạo theo đúng cái lý tưởng cần có, chỉ có 1% thôi, còn đa phần đó là đến với đạo là vì do một cái điều kiện thuận tiện thì đến với chùa. Tôi nó hay nói hoài đó, bà ngoại đi thì má đi, má đi thì con đi, chỉ vậy thôi. Rồi trường hợp thứ hai đó là do có nhà có cái chuyện gì đó, hôn quan tang tế, chuyện buồn gì đó, có người bệnh người chết gì đó, mở cửa mã tân gia gì đó, mời thầy bà tăng ni tới. Trường hợp thứ nhất đó là cho tiện. Trường hợp thứ hai đó là do cái nhu cầu cấp bách, nhu cầu gọi là do cái nhu cầu sinh hoạt. Rồi trường hợp thứ ba đó là cầu khẩn khấn vái cái gì đó mới đến với chùa miễu. Rồi trường hợp thứ tư đó là do ngẫu nhiên quen biết với ai đó rồi đi chùa. Chỉ có trường hợp thứ năm đó là đến với Phật pháp là do những thao thức, những trăn trở về tâm linh nha. Thì người như vậy đó thì họ mới chịu khó họ tìm hiểu giáo lý. Và tôi nhắc lại lần nữa là đừng có ẩu tả, nghe lời ai đó cho rằng là chỉ tập trung thiền thôi, tập trung giữ giới bố thí thôi, không có cần học giáo lý. Tôi cho rằng đó là một cái đề nghị rất là nguy hiểm. Bởi vì các vị tưởng tượng các vị uống thuốc nam, các vị phải biết ít nhiều cái cây mà mình uống. Chứ có đâu là nay thì nghe người kia uống cái này, mai kia uống cái kia, mà cái giống gì mình cũng uống, thì các vị tưởng tượng nó nguy hiểm cỡ nào, không? Đừng có bận tâm, các vị bị tiểu đường cứ nghe lời tôi đi, cứ uống cái lá này, này. Cái lá húng quế này nè. Rồi bữa sau tôi kêu uống lá cỏ mực. Rồi bữa sau tôi kêu uống lá xoài, lá ổi, lá mít, lá mặn, lá chôm chôm. Nói chung là mỗi người gặp một thầy ấy, thì đều cho mình một bài thuốc nam. Mà mình không cần biết cái thành phần dược tính hóa chất gì trong đó hết. Không cần biết, mình đâu có học đâu. Mình cứ cắm đầu mình uống thôi. Thì các vị tưởng tượng uống thuốc nam mà mù tịt mà dốt đặc về cái cây thuốc nam mà mình uống thì nó quá nguy hiểm. Ít ra mình ở Việt Nam mình cũng phải biết. Khi mình muốn uống cái cây thuốc nào đó dốt nhất thì cũng phải có biết Đỗ Tất Lợi là ai. Muốn uống cây thuốc nam sẵn cái nào tôi nói luôn, người Việt Nam mà muốn uống cái cây gì, cái lá, cái củ, cái rễ, cái trái gì đó, làm ơn ít nhất phải biết Đỗ Tất Lợi là ai, kiếm cái sách của ông Đỗ Tất Lợi. Cái ông thứ hai là ông Phạm Hoàng Hộ, phải biết Phạm Hoàng Hộ là ai nếu mà mình mặn mà thuốc nam, không? Phải biết Phạm Hoàng Ngộ, Đỗ Tất Lợi là mình dốt trâu bò đó, thì cũng phải biết hai ông này, không? Phải biết hai, tối thiểu phải biết hai ông này. Rồi cái nguồn thứ ba là internet, lên internet đánh cái tên lá, tên cây, tên củ, tên rễ đó, rồi đánh luôn cái chứng bệnh mà mình, ví dụ như bây giờ tôi đánh là lá bù ngót, rồi tôi đánh luôn cái chữ tiểu đường, tôi đã chữ bù ngót tiểu đường, tôi vô trong Google đó, tôi coi có bao nhiêu bài viết về cái bù ngót tiểu đường, hoặc là lá ổi tiêu chảy, ví dụ như vậy. Thì tôi đánh cái keyword đó trong cái Google, rồi tôi coi có quan hệ gì với lá ổi với tiêu chảy hay không. Và bên cạnh đó là tôi phải biết tối thiểu đó là Phạm Hoàng Ngộ và Đỗ Tất Lợi. Chứ không thể nào mà cứ nay thì nghe bà Tư nói cái này, mai nghe ông Tám nói cái kia đó, rồi cắm đầu uống mà chỉ thuốc nam thôi. Mà mình không được ẩu như vậy. Nói gì là cái nội tâm của mình. Cứ mến thầy, mến giọng nói, mến nét mặt, mến nụ cười, mến cái luận điệu của ổng, mến cái cách nói của ổng, mến cái suy nghĩ của ổng, thế là cắm đầu theo ổng. Thì tôi cho rằng đó là một cái sự mạo hiểm rất là lớn, một sự mạo hiểm lớn đó, chẳng phải không nha. Uống thuốc nam mà mình còn không ẩu, bất quá mình uống lộn thuốc, mình đi uống thuốc khác, nhưng mà cái tinh thần của mình không có cái vụ mà lộn thuốc được. Bởi vì có nhiều khi chúng ta phải mất cả nhiều năm hoặc mất cả đời để xác định là mình đi đúng đường hay sai đường nha. Nhớ cái đó, cẩn thận. Và nếu thật sự các vị quan tâm đến chuyện sanh tử, quan tâm đến chuyện siêu đọa, trầm luân và giải thoát, thì tôi nghĩ rằng quý vị phải cẩn thận. Và tôi nhìn nét mặt của ông kia kìa, ông nhận được kìa. Họ vì lý do đó, nó mở lớp chứ họ không có thiện tài gì bà cái này. Tức là thầy bà nào cũng được hết, thầy bà nào cũng được hết. Thì cái đó tôi ngại lắm, tôi nhìn nó tôi ngại lắm, tôi chết rồi. Tôi ngại, tại vì tôi cách đây có 2 tháng, tôi có gặp được một cô Phật tử Thụy Sĩ, chồng cổ là giáo sư toán, rồi chết, cổ là người Việt mà chồng Thụy Sĩ. Thì khi mà ông cụ còn sống, ông là giáo sư toán, cái đầu ông nó lạnh ngắt cả, cái đầu ông là đầu ướp đá, đầu duy lý,
lạnh nhắc kìa, mà không màng gì tâm linh tinh thần, dẹp 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 dẹp. Ổng là cái gì phải cộng đường nhân chia rõ ràng. Và đối với ổng thì Chúa Nhật đi chùa, đi nhà thờ là đủ rồi. Nếu quả thật trên cái cõi cao xanh kia mà có một cái đấng là Chúa Trời đó, thì mỗi một cái Chúa Nhật là ổng đi, đi nhà thờ là xong. Lâu lâu ổng có bỏ chút đỉnh cúng cho nhà thờ là đó, ổng là đủ rồi. Và suốt mấy chục năm trời như vậy, thì đến cái ngày cách đây khoảng 2 tháng thì ông bị dính Covid, ông chết. Thì cái buổi chiều cuối cùng thì ông mới thú nhận với bà là ông sợ. Ông nói lâu nay ông nghĩ chết là đơn giản lắm. Thì ông nói đi nghĩa trang thì ông nhìn thấy cái mồ mả thì thấy bình thường, thì sống giống như con người, giống như cái cây vậy thôi. Thì khi nào hết sống thì có nghĩa là chết, mà chết đó là vậy đó, đó ra ngoài người người nghĩa trang nó nằm vậy đó. Một là cho nguyên con, còn hai nó đem đốt, đốt xong dồn nó đựng hũ cho ngoài nghĩa trang. Âu Mỹ bây giờ nó họ phổ biến nó lắm, phổ biến lắm, có nghĩa là họ không có cho nguyên xác mà họ đem họ đốt xong họ gôi dồn dồn nữa, khoảng còn chừng hũ nhỏ nhỏ vậy đó. Nhưng mà Thụy Sĩ còn khác, còn siêu cấp hơn nữa, tức là Thụy Sĩ có trường hợp là họ không xài hũ luôn mà họ xài cái ống, tức là họ điều chỉnh cái lò thiêu mà ở một nhiệt độ cao nhất, cho nên toàn bộ khoảng chừng 6.000 độ, 4 cho đến 6.000, thì coi như là nó chỉ còn là tro thôi. Họ mới cho vô một cái ống bằng giấy tự hủy, tự hủy, nó có khả năng tự hủy. Đấy. Họ cho vô cái ống, họ đưa cho mình đem về, thì mình cứ đi ra nghĩa trang. Họ tới họ làm cho mình, họ đưa một cái máy khoan xuống đất, họ rút lên một miếng đất, không phải đào mà là rút. Họ đưa một cái ống xuống, họ rút đất lên, có nghĩa là nó để là một lỗ trống. Họ mới tống cái ống, cái ống giấy mà đựng cho mình xuống, tống xuống xong rồi họ lấy cái phần đất mà hồi nãy họ rút đó, họ lấy nó họ nhét trở vô. Không biết các vị có hiểu được không ta? Tức là rút lấy một miếng đất ở dưới lên là một cái lỗ sâu tròn vừa vặn với cái ống tro bằng giấy, ống nó xuống rồi mà lấy cái miếng đất hồi nãy, miếng đất mà có cỏ đó, lắp trở lên. Có nghĩa là sau khi họ tống cái ống tro xuống xong rồi họ mới trả cái miếng đất cũ trở về đó, thì coi như là họ lấy chân mà họ chà cái là mình trong vòng một tiếng hồ sao quay trở lại, mình không nhớ, không có xác định được là cái ống tro hồi nãy nó nằm ở đâu. Họ mới vừa để xuống mình còn nhớ, nhưng mà khi mình bỏ đi tiếng hồ sau quay trở lại là biết lập đầu tiên nó rất là gọn. Thì họ duy lý đến mức như vậy, họ thấy chết nó rất là đơn giản lắm. Cho nên này, bao nhiêu năm trời cũng không quan tâm đến tâm linh tinh thần đời sau kiếp khác vậy, nhưng mà cái ngày cuối cùng cũng rất là tỉnh táo. Đau chứ. Thì có người Covid nó chỉ là ngọt thôi, nhưng mà có người thì nó kéo theo những cái di chứng khác. Đau mà ngọt này, đau đớn nhức mỏi mà bị ngọt. Ông có bệnh nền á, ông già nó bị bệnh nền như tùm lum bệnh hết, gan thận tiểu đường cao máu tùm lum, rồi bây giờ giọng thêm cái Covid nữa. Thì lúc đó ông nói với bà là tôi thật sự tôi sợ, rất là sợ, không sợ nhưng mà muộn rồi. Tôi nói chỗ này không phải để cho bà con sợ, nhưng mà tôi muốn nhắc bà con một chuyện là theo mô tả trong kinh, tôi nói rõ kinh gì, nó là kinh trường bộ và kinh khởi thế nhân bổn ấy. Và đọc cái phần sớ giải của kinh khởi thế nhân bổn của trường bộ ấy, trong đó nói thế này là cái tâm lý của chúng sinh ấy, thì lúc nào cũng là tham sân si hết. Đấy, lúc nào cũng tham sống sợ chết, tham thích sướng sợ khổ, muôn đời muôn thuở, nghìn thu vạn đại là như vậy. Tuy nhiên cái khuynh hướng tâm lý chúng sinh nó sẽ thay đổi theo chu kỳ. Nó chu kỳ là sao? Nó giống như sóng vậy đó. Sóng nghĩa là lên xuống. Gọi là trong vật lý thì cho mình biết rằng là vật lý hiện đại cho biết rằng không có cái đường thẳng tuyệt đối. Lại trong cái vật lý tạo thì có cái âm dương, trong hình học thì có đỉnh và đáy. Đấy. Và trong vật lý thì cho mình biết rằng là mọi thứ không có cái đường thẳng tuyệt đối. Mình tưởng ánh sáng là thẳng, nước là thẳng, sai. Nước không có thẳng. Mình thấy cái thước nước có thợ hồ, thợ mộc, mình tưởng nó là nước là chuẩn nhất, không? Nhưng mà thật ra nước nó không phải là thẳng. Rồi ánh sáng, rồi âm thanh nó đều vận hành trên những đường cong,
mà theo cái mô hình là đỉnh và đáy, lên xuống lên xuống lên xuống, không có tất cả. Thì ở đây cũng vậy, cái tâm lý chúng sanh cũng y chang như vậy, lúc lúc cái này lên cao, cái lúc cái kia lên cao, mà cái này cao cái kia xuống thấp, đỉnh đáy đỉnh đáy đỉnh đáy như vậy. Đấy, nhớ cái đó. Thì có lúc chúng sanh nặng về tham, tham cho đã đời xong nó chuyển qua nó sanh, nó sanh đã xong nó chuyển qua si. Si là cái giai đoạn mình sống gần như thú vật nhất trong kinh, nó si là cái giai đoạn mà không còn, sẽ có một lúc trên thế giới thì người ta không có khả năng phân biệt được cái phải không phân biệt, mà không có cái khái niệm phân biệt là cha mẹ chị em ruột, nói chung là thích là cứ coi nhau là người dân thôi. Đấy, cái giai đoạn là giai đoạn si mạnh. Còn như mình là giai đoạn mình là giai đoạn tham mạnh. Rồi sẽ có một ngày sân nó mạnh, nó tùy thuộc vào cái chu kỳ tham sân si theo cái chu kỳ tâm lý chúng sinh nó lên xuống như vậy. Thì là ngay thời điểm này là chúng ta gọi là trong thời kỳ hưởng thụ, bởi vì các vị thấy bây giờ sướng không? Nói chuyện với nhau qua ngàn dặm, cách một đại dương, chúng ta vẫn thấy mặt nhau, chúng ta vẫn nhìn thấy cái làn khói từ cái ly trà của đối phương bên kia đại dương ngay trong cái tích tắc. Đấy. Bây giờ chúng ta muốn coi phim, chúng ta muốn nghe nhạc, chúng ta muốn coi bất cứ cái gì internet, chúng ta tìm cây thuốc nam, chúng ta muốn dựng liều, chúng ta muốn nấu ăn, chúng ta muốn sửa một cái máy, chúng ta muốn tìm hiểu một cái bài thuốc, một cái viên thuốc, một cái hiệu thuốc tây y, tất cả đều online hết, nó sướng lắm. Bây giờ đi đứng phương tiện đi lại, phương tiện truyền thông đều rất tốt. Phương tiện đi đứng, phương tiện giáo dục, phương tiện truyền thông, phương tiện hưởng thụ đều rất là tiện. Rất là tiện. Chính từ chỗ đó cho nên khi bị hút vào cái cơn lốc đó, đó thì cái chỗ hướng tâm của chúng ta đó là gì? Là đọa lạc. Nhớ nha, nhớ nha. Khi bị cuốn hút vào cái cơn lốc, cái vòng xoáy này của cái trào lưu tâm linh hiện đại đó, thì chúng ta hướng tâm về cái chỗ đọa lạc. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Chúng ta không có còn quan tâm tâm linh tinh thần, kể cả những người mà trong cái làng tín ngưỡng, trong cái làng tôn giáo tự nhận mình là thờ Chúa, thờ Phật này, thờ Allah, nhưng mà thực ra đó là các vị coi Allah cái bên Hồi giáo đó, đúng ra đó là họ kiêng khem, họ tiết dục, họ tiết chế tốt lắm. Trong lịch sử, trong giáo sử đạo Hồi cũng như trong lịch sử thế giới đó, đều phải nhìn nhận là người đạo Hồi đó rất là tiết chế, rất là kiêng khem. Vậy mà hôm nay những người gọi là đứng đầu, là người đứng đầu trong cái hàng ngũ gọi là tiêu pha hoang phí hưởng thụ mà kiểu như là vô độ lại là người Hồi giáo. Đấy. Rồi bên Phật giáo cũng vậy, chúng ta nói chúng ta thờ Chúa thờ Phật, nhưng mà nói gì thì nói, phần lớn thời gian tiền bạc công sức tâm tư, không? Thời gian công sức tiền bạc và tâm tư của chúng ta chỉ dành cho cái đời sống vật chất thôi. Đấy, cái kiểu chuẩn bị của chúng ta là như vậy rồi chưa hết. Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần là có hai cách chúng ta tìm đến chân lý. Đó là nói hơi khó nghe, còn nói dễ nghe là chúng ta có hai cái cách đánh giá một vấn đề. Một là chúng ta nhận xét nó như ý mình muốn, và hai là nhận xét nó như nó là. Đấy. Ở đây cũng vậy, đến với đạo rồi đó, cái cách mà mình chọn thầy cũng là theo ý mình thích. Ông thầy đó chưa chắc giúp được mình đâu, không, nhưng mà mình thích, thích cái kiểu đó. Đấy. Rồi cái cuốn kinh, cái bộ kinh mà mình đọc cũng do mình thích. Thay vì mình phải đi tìm cái đề tài nào mà nó giải quyết cái trăn trở và thao thức cho mình ấy, thì bây giờ mình lại đi tìm những cái bài kinh, những cái pháp thoại mà nó vừa vặn với cái não trạng của mình. Đấy. Tôi ví dụ nha, vì đâu mà nó nên nổi. Bây giờ cứ năm nào cứ là bà con đi chùa tập trung là rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư Vu Lan, rằm tháng 10 Thượng Nguyên, rồi tới Tết. Tại sao? Vì đâu? Là cũng vì mình không có thích quan tâm đời sống tâm linh, mà không đi chùa lòng nó dây rứt, cũng phải có cái gì đó cho đời sau kiếp khác. Thế là đi sao cho đi cho gọn, chẳng hạn như mình khoái cái câu mà đi chùa quanh năm không bằng rằm tháng Giêng, mình khoái cái câu đó lắm. Một năm như vậy đó là đến cái ngày đó là vô chùa là dân sớ cầu an, sớ giải hạn gì đó là xong. Rồi sau này có khá khá một chút là canh me cái Phật đản cái nữa cho nó chắc ăn, không? À, rồi thêm cái Du Lan coi như mình gọi là trả nợ sinh thành này, cho quyến thuộc nhiều ba đời mười phương cho của quyền thất tổ là xong.
rồi quốc cái tháng 10 nữa, rồi cái giao thừa đi chùa Hải Lộc nữa là xong. Tổng cộng là một năm mình có rằm tháng giêng, rằm tư, du lan, rồi rằm 10 với giao thừa là đủ rồi đó. Rồi với cái não trạng như vậy đó, đấy, với cái nền tảng tâm thức đó, cái cách mà chúng ta đi chùa đã như vậy, cái cách mà chúng ta chọn lựa các pháp thoại để mình nghe. Tại sao có thầy họ nghe thầy pháp tiếng, thầy phước tiếng, có người là thích nghe thầy pháp hòa, có người thích nghe ôn làng mai, có lúc có người thích nghe ôn trúc lâm đấy. Có người họ lại thích nghe ôn trí quảng, có người thích nghe ôn trí tịnh. Tại sao vậy? Não trạng, não trạng. À, mê tịnh độ thì nghe ôn trí tịnh, mà nghe pháp mê pháp hoa thì nghe ôn trí quảng. Ví dụ như vậy, mê thiền trúc lâm thì nghe ôn thanh từ, mà mê thiền gọi là làng mai thì nghe ôn nhất hạnh. Đấy, các vị thấy rõ ràng chưa? Có nghĩa là mình thích, mình đến do mình thích, chứ mình không có xét cái nhu cầu thật sự của mình là cái gì. Đấy, nhớ nha. Rồi tới kinh điển, có một cái chuyện mà bữa nay tôi đặc biệt tôi lưu tâm, bởi vì sắp tới đây chúng ta Trung tâm Kalama sẽ trong năm 2021 này nè, để cho ra bốn đầu sách, rồi mình ra hết cuốn rồi, ra cuốn Kinh nghiệm tuệ quán hai tập Kinh thành một. Chúng tôi cũng nói luôn, không phải quảng cáo nhưng mà đang nói phải nói luôn, đọc sách không phải là vì thích ai hoặc là thích cái chủ đề nào đó, mà phải thấy nó coi cái đó nó giúp mình trăn trở thao thức, giúp cho mình những trăn trở thao thức. Sắp tới thì chúng tôi sẽ tái bản quyển Kalama 1 và in quyển Kalama 2, và hiện tại trong tay đã có bản thảo Kalama 3. Và có một chuyện tôi, các vị nghĩ xấu tôi vẫn nói, nghĩ xấu ném đá tôi vẫn nói, là bằng mọi giá các vị phải có quyển Kalama 2. Phải có quyển Kalama 2, là vì trong đó đó rút kinh nghiệm kỳ 1. Chúng tôi tập trung quá nhiều vào những cái bài kinh mà chúng tôi cho là cốt lõi, cũng lại là thích nữa, nhưng mà ít ra chúng tôi dựa trên nền tảng cốt lõi. Thấy nó cốt lõi quá, nhưng mà nó quyển 2 này nè là những bài kinh ngắn và đánh động đến rất nhiều cái đề tài mà tôi cho là đặc biệt quan trọng cho những người sơ cơ cũng có, hoặc là những người cần bổ sung cái nền tảng kiến thức giáo lý. Chẳng hạn như đó giờ mình cứ thờ Phật, mình lạy Phật, đấy, mình tin Phật, mình kính Phật, mình thương Phật, mình quý Phật, mà mình mù tịt về một vài cái điều về Ngài. Ví dụ như trong đó có ba bài kinh trong quyển Kalama 2 đó, có ba bài, một bài đó, bài đầu tiên bài Phật Đạo, mà tôi nói rõ tất cả đều có Pali hết, Đại Kỵ là thầy bà viết lách biên soạn mà không biết gốc tích xuất xứ ở đâu, và không có bản Pali là không được, nhớ nha. Thánh kinh đó là phải có tiếng Latin, tiếng Khôi tức là Hy Lạp cổ, và tiếng Hebrew tức là Hebrew đó, tiếng Do Thái. Không, thì bên bên kinh Phật ấy, Bắc truyền là phải là tiếng Sanskrit, Prakrit, tiếng Tây Tạng, tiếng Hán, mà Nam truyền là bắt buộc là phải tiếng Pali nha. Thì trong đó có ba, có rất là nhiều đề tài, đặc biệt trong đó có ba bài đặc biệt nói về Phật. Bài thứ nhất là bài Phật Đạo này, tức là cho mình biết là chánh đẳng giác có ba hạng. Là bởi vì chánh đẳng giác khi thành Phật rồi thì giống nhau, không có phân hạng, nhưng mà là trên cái hành trình Bồ Tát thì có ba hạng. Lấy trí tuệ làm gốc để mà hành Phật đạo. Hạng thứ hai là lấy đức tin làm gốc để hành Phật đạo. Hạng thứ ba là lấy tinh tấn làm gốc để hành Phật đạo. Thì mỗi một cái hạng Bồ Tát như vậy phải mất bao lâu thời gian thành Phật, rồi thời gian bao lâu để thành độc giác, thời gian bao lâu để thành hai vị thượng thủ tinh văn, sau là Pháp Môn Quyền Liên, thời gian bao lâu để trở thành 47 vị đại cao đồ có biệt hạnh đấy, và thời gian bao lâu chưa đủ mà phải có những tiêu chuẩn gì, tất cả đều Pali hết. Đó là bên bài đầu tiên là bài Phật Đạo. Cái bài thứ hai là bài Phật Tướng, có nghĩa là 32 hảo tướng của Đức Phật. Mỗi tướng như vậy đó là do cái thiện nghiệp gì trong quá khứ, và khi mà có được cái y báo chánh báo rồi, có được 32 tướng đó rồi, thì nếu ngài ở ngoài đời đó thì với cái tướng đó ngài sẽ được cái gì, và với tướng đó khi ngài thành Phật ngài có được cái gì. Đấy, cái bài thứ nhất là Phật Đạo, bài hai Phật Tướng, bài thứ ba là bài Phật Nạn. Các vị nghe lạ không? Bài Phật Nạn, Phật Tướng, Phật Đạo và Phật Nạn. Phật Nạn có nghĩa là tất cả những cái chuyện mà trục trặc rắc rối xảy ra trong đời của Đức Phật này là đều do cái tiền duyên này, đều do cái tiền nghiệp quá khứ. Thì như vì đâu mà ngày bị vu oan giá họa, vu khống, rồi trường hợp nào ngày bị người ta thả voi tấn công,
lúc đi khất thực, rồi tại sao ngài có những lúc ngài phải bị đói, bị lạnh, ví dụ như vậy, rồi tại sao ngài bị người ta ám toán, rồi tại sao bị người ta gây thương tích, rồi tại sao là ngài bị bệnh này bệnh kia này, thì như vậy mình có trong đó là tôi, rồi trong đó có tất cả những cái bài liên hệ về đời sống người cư sĩ mà đều Pali hết. Cư sĩ phải hiểu sao cho đúng cho đủ về bát quan trai, hiểu sao cho đúng cho đủ về cái sự chọn lựa, chọn lựa cái lối sống này. À, thì ba bài, nhưng mà trong đó có ba bài mà của Kalama đó, và đặc biệt là quyển ba đó, chúng ta lại có một loạt bài chúng ta tính toán rất là kỹ. Tôi để một lục của một bộ bốn cuốn lên trên mặt giấy, tôi tính toán quyển một là gồm cái gì, tại sao, quyển hai gồm những gì, tại sao, quyển thứ ba gồm những gì và tại sao. Còn riêng là lý do của cái quyển kinh nghiệm tự quán tại sao chúng tôi in lại là bởi vì chúng tôi muốn tất cả những sách mà chúng tôi hiểu đến, đích thân chúng tôi hiểu đến, đều phải được in trong một khổ là 19-23 hết, không in nhỏ, không in lớn hơn, đúng khổ đó thôi. Và kỳ này cả ba hai quyển nó đều được hiểu đến, và tôi cũng mong là trước khi bà con về Kalama bà con nên đọc kỹ bộ đó, và dĩ nhiên đó phải là tất cả, phải là duy nhất nha. Rồi bây giờ tôi, cái đề tài tôi muốn nói cái gì, đọc sách không phải là do mình thích người nào hoặc là thích cái đề tài nào, mà là do mình thấy mình cần cái gì. Đọc sách, xem kinh, nghe pháp giống như mình uống thuốc vậy, mình uống Tylenol, mình uống paracetamol không phải là vì mình thích nha. Ai mà tâm thành đến mức uống thuốc vì thích hết á, chỉ có con nít là uống thuốc siro ho là vì ngọt thôi, chỉ có con nít hoặc là mấy người ba trợ thôi, chỉ còn người trưởng thành tỉnh táo không thì không ai uống thuốc mà do thích chứ ta không nhớ nha. Như tôi mỗi ngày tôi phải uống thuốc đường, thuốc tiểu đường, rồi thuốc bao tử không, rồi thỉnh thoảng tôi uống magnesium hay là uống calcium, uống omega 3. Có lần tôi nói Phật tử, tôi nói ráng uống omega 3, uống omega mà uống mà muốn bắt uống tới Rolex là chết luôn. Uống bắt uống tới bà tết xì liếp là chết luôn. Ráng omega 3 rồi uống thì phải phơi nắng, rồi phải đi bộ. Đấy. Mà các vị biết không, trong mấy cái vụ mà trị liệu đó là tôi chỉ khoái có cái vụ đi bộ thôi, vì cái chỗ tôi ở rất là đẹp, đẹp lắm. Tôi mong là Covid hết, bà con mình Úc sang đây một lần thì bà con mới hiểu vì đâu mà tôi lại vô duyên đến mức mà cứ khen chỗ mình hoài. Đấy, chỗ tôi đi bộ là tuyệt đỉnh. Chứ còn mà một ngày bắt tôi uống 2 lít nước, từ ngày mổ thận về nó bắt ngày bắt uống 2 lít, tôi đâu có mê cái vụ uống nước. Mà tôi nghĩ trong room này chắc 80% là không khoái uống nước, là một ngày uống 2 lít là, nhưng mà riết uống đi nó quen, chứ không thích thì mới thích, nhưng mà phải ra. Uống thuốc đường, uống thuốc thận tôi đâu có thích, nhưng mà phải uống. Phật pháp y chang như vậy. Đây, những cái mình tìm không phải là do mình thích không. Nếu, tại nên nhớ có những cái mình thấy thích nhưng mà nó không có hợp. Có những cái nó hợp nhưng mà mình không thấy thích. Rồi may mắn có nó có cái nó vừa thích mà nó vừa hợp. Rồi có những cái nó không thích mà nó cũng không hợp. Bốn cái nha. Cho nên là sao bài giảng này cứ nhớ chỉ thích hợp thôi. Có những cái mình thích mà nó không có hợp. Những cái mình thấy hợp nhưng mà nó không có thích. Nhưng mà nhớ cái chữ thích chữ hợp này nó phải xé ra thì nó mới đúng ý của tôi. Chứ đừng có hiểu lầm là tưởng tôi hiểu sai cái chữ thích trong thích hợp là không đúng nha. Cái chữ thích trong thích hợp á, nó không có phải là thích thú, mà chữ thích là tương thích, là appropriate, là suit, chứ đâu không phải là thích là like, là want, không phải nha. Mà chữ có những cái mình thích mà nó không có hợp với mình, có những cái nó hợp với mình không có thích. Đấy, nhớ cái đó. Thì mỗi người có một cái bệ phóng, có một cái dàn phóng khác nhau. Do cái tâm trạng, tình cảm, não trạng của mình, mà đời này mình thích cái gì, cái đó mới có một nửa đường thôi. Nhưng mà một nửa đường còn lại đó là một nửa đường đầu tiên thuộc về tình cảm, là mình thích cái gì. Nhưng mà nửa đường còn lại phải là lý trí, phải có lý trí nó cho mình biết là cái mình thích đó là có cần thiết hay không. Bởi vì một người ăn, mặc, ở và đi, không? Ăn, mặc, ở, đi, bao gồm cả shopping, bao gồm mọi hoạt động lớn bé trong đời sống, phải luôn luôn nhớ cái câu thần chú này, là cái thích chưa hẳn là cái cần, và cái cần chưa hẳn là cái thích. Đây là câu thần chú mà tôi cho rằng đáng để xâm lên người, không? Cái thích chưa chắc là cái mình cần. Và những cái bi kịch hôn nhân, bi kịch gia đình, bi kịch xã hội cũng được khởi đi từ đó, là mình thương một người mà không nên thương. Đấy. Hoặc là mình ác cảm với một người mà mình không nên ác cảm, mặc dù đúng là không nên ác cảm với ai hết, đúng
đúng, đã nói rốt ráo. Nhưng mà trong đời sống nếu có trường hợp có những người mình ghét họ không sao hết, nhưng có những người mình ghét họ đó là mình chỉ thiệt thòi thôi. Yeah, có trường hợp đó. Cho nên là có những cái mình trong đời phải có những cái mà toàn bộ đời sống này của mình phải biết phân biệt rất rõ cái gì mình thích và cái gì mình cần. Và như tôi nói rằng trong bài giảng vừa rồi, tôi nói về cái chữ chuẩn bị, tôi nói về cái hết ý tôi phải ngưng. Bởi vì sao? Vì bữa đó tôi phải đi sớm, đi gấp, tôi phải đi về phố tôi chích vaccine. Sẵn đây cho các vị biết, còn 3 tuần nữa tôi chích thêm mũi thứ hai, chích Pfizer. Không bị sốc thuốc nhưng mà nó đau. Sau một đêm gì nó đau cánh tay, nó đau. Đau dở là không lên, nhưng mà khoảng chừng bữa đó tôi không biết nó bao lâu nữa hết. Bởi vì Phật tử họ đề nghị uống thuốc giảm đau, vậy mình dở tay lên được. Cho nên là bữa đó mình phải tranh thủ nói cho nhanh, mà cứ lên xe lửa mình cứ tiếc nó rồi nãy cái mình tại sao mình không nói cho nó hết. Nhưng mà thật ra bữa đó nó không hết, bởi vì cái chữ chuẩn bị không đó phải nói cầu mà 3 thời đó. Nhưng mà chắc bây giờ tôi quyết định nói 2 thời là đủ rồi. Đây, thì tôi nói đi nói lại, bây giờ tôi nói mà còn cái này, thời buổi này do cái xu thế của thời đại, do cái chiều hướng khuynh hướng tâm lý của chúng sinh trong cái chu kỳ mà nó đang đổ dốc không phanh, đúng không? Thì nếu mà may mắn mà chúng ta có một chút lưu tâm đến đời sống tâm linh tinh thần đấy, và nhất là chúng ta là một Phật tử, cái chuyện chọn thầy chọn bạn đặc biệt quan trọng, nhưng mà không phải là tất cả. Còn nữa, còn là những gì chúng ta đọc, học, tư duy và hành trì nữa quý vị, đúng không? Phải cẩn thận. Thầy bạn là một phần rất là quan trọng, nhưng mà còn những cái khác, mặc dù cái chữ thầy bạn đó nếu mà phân tích cho rốt ráo theo trong kinh ấy, thì thầy bạn là tất cả những gì, những người nào mình thường gặp gỡ, trao đổi và học hỏi là thầy bạn. Và cả những gì mà mình đắm đuối, mình chìm sâu cũng là thầy bạn. Dù đó là một trang kinh hay là một trang web cũng là thầy bạn. Nhưng mà nói đó là nói rốt ráo. Còn trong trường hợp này thì tôi lại xé đôi nó ra. Thầy bạn ở đây tôi chỉ cho con người thôi. Mà cái tôi muốn nói thêm là kinh điển. Có người than với tôi là nhức đầu quá, sư lôi kinh đạn nhiều quá, đọc không hiểu, tiếng Việt còn không đủ giỏi để còn hiểu cái kinh tạng. Tôi nói không phải tiếng Việt mà vấn đề là giáo lý. Các vị là cứ cắm đầu cơm gạo áo tiền, rồi một ngày nào đó nghe đọc kinh tạng, rồi hoặc là nghe người ta quảng cáo phát hành ấn tống rước dạng bộ mở ra hấp rách miệng luôn, tại vì mình không có nền tảng giáo lý. Các vị tưởng tượng đi, chỉ học nấu ăn đó là cũng phải có một nền tảng cần thiết. Chứ không phải tôi không có từ đó, tôi không có tin là mọi người đều có thể vào lớp dạy nấu ăn Chân Hoa mà có cái khả năng tiếp thu giống như nhau. Tôi tuyệt đối không tin, chết tôi không có tin. Mà cái chuyện đơn giản nhất là chuyện nấu ăn ấy. Vì sao? Vì trước khi bước chân vào cái lớp dạy nữ công gia chánh, cái nền tảng của mỗi người đã vốn dĩ không giống nhau rồi. Đấy, có người đó là nói tới nấu ăn là họ có một cái nền tảng, họ rất giỏi thuốc bắc. Đấy, thì với cái hành trang đó đó, khi họ vào họ học các cái món mà món tàu á là tuyệt đỉnh. Nhưng mà có những người do cái điều kiện, do một cái hoàn cảnh đặc biệt nào đó, họ rất giỏi nấu mấy món Tây, họ sử dụng thành thạo các cái nguyên liệu nấu ăn của Tây. Đấy. Đấy, cho nên là mình nghe nó nấu ăn là dễ, nhưng mà không. Có những người là cái sức thân của họ là họ rất giỏi thuốc bắc, có những người họ rất giỏi nấu cả món Tây, có những người rất giỏi nấu mấy món của miền Tây Nam Bộ, có những người rất giỏi nấu mấy món miền Trung miền Bắc. Đấy, có những món mà ăn ngoài miền Bắc, người miền Tây không biết nấu, tôi phải khẳng định như vậy. Đấy, khẳng định như vậy. Cái khẩu vị và cái điều kiện, đấy, điều kiện nguyên liệu ấy, nó không giống nhau. Cho nên ấy, từ cái chỗ xuất thân của mình ấy, chúng ta có một nền tảng kiến thức không giống nhau. Cho nên bước vào một lớp học đơn giản như là Chân Hoa, như là nấu ăn, làm mình cái sức tiếp thu đã không giống nhau. Nói chi là kinh tạng quý vị. Đấy, cho nên đây chính là một lý do mà chúng tôi
phải nói là thao thức cực. Cuối cùng là quyết định là thực hiện một cái bộ Nhật Tụng Kalama, một cái tựa rất là dễ hiểu lầm. Hiểu lầm là vì người ta thấy có chữ Nhật Tụng, người ta tưởng là cũng là ca kệ bái sám cầu khẩn tam bảo chư thiên ban phước tha tội. Không, đây là tuyệt đối chữ Nhật Tụng là chữ tụng đây không có nghĩa là khẩu tụng đọc bằng miệng, mà tụng đây có nghĩa là reading chứ không phải là chanting. Đây khẩu tụng không phải, đây phải khẩu tụng. Mà muốn cho bà con gọi là có nhu cầu nghiên cứu kinh điển thì bà con có thể thu gọn 12.000 trang kinh tạng. 12.000 trang tại sao? Tức là 25 cuốn kinh tạng Pali đấy, 25 cuốn. Đấy. Mà mình cứ trung bình cuốn 500 trang thì mình là 25 cuốn thì mình chỉ lấy 12.000 thôi, 12.000 trang. Đấy. 12.000 trang mà tôi gom lại còn có 2.000 trang thôi. Có nghĩa là 1/6. Không, 1/6, 1/6. Tôi cho rằng đó là cái số này nó tương đối là không nhiều lắm. Và đồng thời trong cái bản Kalama này có chỗ nào mà tối nghĩa, chúng tôi có chú thích bằng sớ giải cho bà con hiểu. Chẳng hạn như trong quyển Kalama 2 bà con mở ra thì cái số lượng chú giải nó nhiều gấp mấy lần cái Kalama 1. Những chỗ mà tối nghĩa đó này, thì bắt buộc chúng ta phải cần cái chú giải. Nên tôi đem chuyện này ra tôi nói tuyệt đối không phải có ý tôi bán sách ở đây, mà các vị đủ thông minh để hiểu mà. Tức là cái tâm huyết của tôi muốn nói ở đây là gì? Là không thể hành trì mà thiếu nhận thức, thiếu kiến thức cũng được. Mà muốn giải thoát không thể không hành trì, mà muốn hành trì thì không thể thiếu nhận thức, mà nhận thức không thể đến từ cái người thiếu kiến thức. Mà kiến thức là chỉ đến từ cái chuyện là mình đi đúng đường. Không, Tây có một câu, phương pháp là thầy của các vị thầy. Đấy. Chúng ta phải dành thời giờ chúng ta nghiên cứu kinh điển, nghe băng giảng đã đành, coi các trang web đã đành, các bài viết. Nhưng mình nên nhớ, sẵn đây tôi cũng nói luôn, nhớ đâu nữa đó, thời gian gần đây có một chuyện làm cho chúng tôi rất là đau đầu, là có rất nhiều vị cắt dán các bài giảng của nhiều vị, trong đó có bản thân chúng tôi, cắt dán, rồi có người còn tự nhận là ổng giảng dở hẹt, cho nên tôi phải đẻo gọt lại. Có nữa, có vị lên thông báo trên bên đó, rồi tôi thắc mắc, nếu mà dở hẹt thì thôi tôi dục luôn vô thùng rác, rồi đậy nắp lại luôn. Chứ mắc cái chứng gì mà trong 1 tỷ vị giảng sư mà chọn riêng tôi ra để mà đẻo gọt, là tôi không hiểu. Thật sự tôi không hiểu. Tôi nói với tất cả thiện chí và mát mẻ, không hề hờn giận ở đây, một sự thắc mắc thiệt tình á, là tại sao trong 1 tỷ vị giảng sư mà chọn riêng một mình tôi ra để mà đẻo gọt, là đẻo cái gì? Đẻo tiếng Việt của tôi hay là đẻo cái giáo lý trong đó? Mà nếu mà cả hai cái đó đều của tôi đều có vấn đề thì làm ơn để nó vào thùng rác giùm tôi nha, đậy nắp lại không? Và nhớ đậy nắp cho kỹ rồi nó bốc mùi, chứ còn mắc mớ gì mà trợ thầy thì Phước Thuận, Phước Tiến, thầy Pháp Hòa, rồi ôn Giới Đức, ôn Viên Minh, rồi ôn Thanh Từ, ôn Triệu Quảng thiếu gì, tại sao mình chưa nghe? Mà cứ đè cái ông này ra để mà mình gọt làm sao? Cứ làm ai nấu mà tôi cứ đè cái mấy cái nồi cái cà ri ragu của ông Kiên nhá, ông nhân ra tôi sửa. Mà đôi khi ở ngoài chợ nó biết bao nhiêu món, biết bao nhiêu nhà hàng, mà cứ đè cái nào mà cái cà ri của ông Kiên mà ragu của ông nhân là tôi gặp đâu gọt đó, gặp đâu là tôi phải thêm muối thêm đường. Mà đặc biệt cả đời tôi là tôi mấy năm trời nay, gần 10 năm nay là tôi cứ ăn rồi là tôi đi kiếm mà nghe nó đâu mà có ông nhân ông kia, là tôi đè ra tôi sửa, tôi nếm mà nếm lại thêm đường giảm muối. Mà tại sao? Cho nên chuyện thứ nhất là đề nghị quý vị xét lại cái vụ đẻo gọt không cần thiết ở đây. Thứ hai là hạn chế mà cẩn thận, trích dẫn là phải nguyên si, còn cảm thấy của người ta không hay thì đừng trích dẫn, mà đừng có tự ý trích dẫn rồi cắt xén rồi dán người ta ở dưới nha. Con người ta đẻ ra, người ta là con trai rồi, mình đi mình tùng xẻo, mình cắt, mình lược bỏ, rồi xong rồi cái mình con trai mà mình đi đánh môi son, rồi sơn móng, rồi để tóc dài, rồi kẹp, rồi thắt nơ, xong rồi mình liền nó ra. Nó đây là thằng Nguyễn Văn Tấn, con của thằng Tèo, nó kẹt lắm. Thằng Tấn nó đẻ ra thằng Tèo đúng, nhưng mà thằng Tèo là con trai, điện nước đầy đủ, chứ không có cái vụ mà cắt cái này dán cái kia, rồi sơn móng tay, rồi đeo nơ gấm lược,
băng đô rồi tùm lum, mặc áo dài tím là không được nha, bác là kỹ, con người ta để nguyên vậy. Rồi cho nên mà chẳng chỉ riêng tôi mà kể cả vị khác cũng vậy, các vị lấy của ai thì các vị phải để nguyên và để tên người ta để cho tự chịu trách nhiệm. Chứ còn mà cắt dán xong rồi còn đi khoe khoang khoác lác là đẻo gọt thì tôi xin xin thiệt, của tôi cứ liệm thùng rác, còn muốn đẻo thì kiếm người khác mà đẻo, chứ đừng có mà cứ đè ra mà đẻo, tôi không có khoái nha. Ok, rồi. Cái quan trọng nhất trong bài giảng là tôi muốn nói cái gì, tức là cái xuất phát điểm, cái điểm khởi hành của chúng ta rất là quan trọng, rất là quan trọng. Tại sao chúng ta chọn A mà không chọn B? Đấy, chưa hết, chúng ta làm gì với A, làm gì với B, cho nên mình tự nhận mình là Phật tử. Nhưng mà cái chuyện đầu tiên là do cái căn cơ, cái túc duyên, cái nhiều đời mà mình có gặp được chánh pháp hay không. Khi gặp chánh pháp rồi, mình lưu tâm tới cái gì? Cái này tôi nhớ tôi nói rất là nhiều lần. Mình có gặp được chánh pháp hay không? Và khi gặp rồi, mình lưu tâm cái gì? Lưu tâm kiểu nào và quan và lưu tâm bao nhiêu nha, các bạn phải ghi xuống. Có gặp được chánh pháp hay không là cái số 1. Số 2, lưu tâm cái gì? Số 3, lưu tâm kiểu nào? Số 4, bao nhiêu? Đây, mà cái bao nhiêu này nó gồm có cái how long và how much. À, how much là nó nhiều bao nhiêu, nhưng mà còn có cái how long đó là được bao lâu. Cái mình đi theo ba ao được có khóa chứ về cái thấy đủ rồi, không được, không được. Theo Upanita, theo Sumin, cứ hai tầng cái là sách và ly về nước là không được. Thôi, phải coi mình đi theo bao lâu, mình có đủ để hiểu người ta hay không, bao lâu và bao nhiêu. Cho nên có gặp được chánh pháp hay không, lưu tâm cái gì, lưu tâm kiểu nào. Rồi, tôi nói hoài lưu tâm kiểu nào, ví dụ như có người họ quan tâm về giáo lý, thích ủng hộ mấy vị thuyết giảng, ủng hộ mấy vị dịch sách, ủng hộ mấy vị in kinh, ủng hộ bản thân thỉnh đọc gì hết, nó cũng là cách quan tâm giáo lý, nhưng mà quan tâm kiểu vậy đó, quan tâm kiểu vậy đó, đó là quan tâm vòng vòng mà 10 năm trời ủng hộ giáo lý, nhưng mà toàn là để cho ai đọc ai nghe, chứ mình không có đọc mình mới nghe. Đấy, rồi thiền cũng vậy, có người họ quan tâm tới thiền, nhưng mà có hai cách, một là họ trở thành hành giả miên mật tinh chuyên. Đấy, có người họ quan tâm tới thiền là họ cứ đi kiếm em thiền sư ở cúng dường, kiếm mấy thiền viện cúng dường, kiếm hành giả cúng dường, tạo điều kiện cho người ta tu thiền đủ thứ mà bản thân không có thiền. Đấy, thì trường hợp này cũng là quan tâm tới thiền. Như vậy thì chuyện đầu tiên mình có gặp chánh pháp hay không, thứ hai mình quan tâm cái gì, quan tâm kiểu nào, quan tâm bao nhiêu, quan tâm bao lâu, nhớ nha. Rồi. Thì kinh Đà Điển thì trước mắt tôi không làm việc với việc quảng cáo giới thiệu cho ai, rất dễ bị hiểu lầm, nhưng tôi chỉ gợi ý bà con thôi. Thì tôi xa quê đã lâu, tôi không biết nhiều lắm về tình hình trong nước. Nhưng mà có một số vị dịch giả, soạn giả mà tôi nghĩ rằng các vị đặc biệt nên lưu ý. Có thể vị đó, các vị đó do bổn hạnh, bổn nguyện, bản hoài như thế nào đó mà không có ầm ĩ. Nhưng mà mình nên nhớ là những vị mà có, tôi cho là có trách nhiệm ấy. Có trách nhiệm và có nội hàm. Tôi nhắc lại nha, tôi biết vị nào thì tôi nhắc cái vị đó, còn những vị tôi không nhắc không phải là tôi không thích, mà bởi vì tôi không biết, biết không rành nha. Ví dụ như mình thấy Thượng tọa Bú Hiền, chùa Pháp Bảo, Thượng tọa là một vị uyên bác và thuyết giảng viết lách phiên dịch có trách nhiệm. Thượng tọa Giác Long, chủ trì chùa Trúc Lâm Hóc Môn, vị đó uyên bác, nói viết có trách nhiệm. Thượng tọa Khải Minh, không biết ở đâu, chỉ biết trong nước thôi, tại vì cái trụ sứ vị này tôi cũng vị đó là uyên bác, nói về dịch có trách nhiệm, có nội hàm. Đấy. Rồi các bản dịch mà mềm mà dễ đọc thì mình thấy có Thượng tọa Pháp Thông ở núi Vinh, Thượng tọa Tâm Pháp ở miền Bắc. Đấy, rồi các vị khác thì lâu nay tôi không có theo dõi, làm biết có in gì không, nhưng mà tôi biết đó là những vị có trách nhiệm, chẳng hạn như Thượng tọa Pháp Chất Vô Nghệ Giải ở chùa Nguyên Thủy, Thượng tọa Giác Giới tôi ở chùa Siêu Lý, hoặc là Thượng tọa Chánh Minh ở chùa Bồ Đề Vũng Tàu. Thì tôi cho rằng đây là những vị mà tôi biết á, tôi biết là những vị đó có giảng dạy, có biên soạn, có phiên dịch,
Hoặc là đỉnh cao ở trong nước bây giờ đó là ngài Hòa thượng Hộ Pháp ở núi Dinh này. Ngài Tỉnh Giác thì ngài chỉ dịch có hai quyển kinh Tạng, ngài dịch lại của ngài Minh Châu rồi ngài Tịnh. Nhưng mà ngài Hộ Pháp thì rất là nhiều sách, tôi đếm phỏng phỏng mà chắc cũng phải là 50 cuốn á, tính ẩu là khoảng 50 cuốn. Không, thì đây là những vị mà tôi không biết ai đang nghe tôi, Nam Tông Bắc Phái Khất Sĩ là Cao Đài Hòa Hảo tôi không biết, nhưng mà nếu tìm hiểu kinh điển Nam Tông thì đây là những vị mà các vị nên lưu ý này. Và những vị tôi không nhắc đó là vì tôi không có rõ, không có rành này. Chứ còn ở đây tuyệt đối không có vụ mà thương thích rồi thì bồ nhà là không có đó, đây là không có đó, hiểu đó, tội chết, tại vì tôi không đáng gì đâu, nhưng mà hiểu lầm một người có thiện chí là tội nha, dẫu đó là một đứa bé rồi đó, mình hiểu lầm cái thiện chí người ta là tội. Đây, đây. Thì cái xuất phát điểm mình rất là quan trọng, mình là thường đọc cái gì, đọc ai tác giả soạn giả nào, và mình thường nặng lòng với cái gì, và đó chính là cái giàn phóng, là cái bệ phóng của chúng ta. Đây. Và tôi nhắc lại lần nữa, tôi nói cầu may thôi, không hên xui không, chứ trong cái xu thế tâm lý hiện đại thời đại đó thì tôi e rằng là chỉ có 1% người tin Phật ấy là Phật tử thứ thiệt thôi, tôi chỉ nghĩ như vậy không, thứ thiệt, nhưng 1% thì trong cái tỷ lệ 1% thì nó ít thiệt á. Nhưng mà nếu 1% mà của 100 triệu dân Việt Nam, hoặc là của 60% người Việt là Phật tử đó, thì 1% của cái 60 đó đó thì cũng không phải nhỏ đâu, không phải nhỏ đâu. Và hôm nay sáng nay thì tôi nói như vậy, nhưng mà biết đâu ngày mai nó nhiều hơn, chiều nay nó đã nhiều hơn rồi, sáng mai nó nhiều hơn, mà ngày mốt tháng sau nó nhiều hơn, năm tới nó còn nhiều hơn. Không, và các vị biết rằng ở trong trong chú giải kinh kinh Trình Trường Vội, kinh Đại Bát Niết Bàn ấy, có dạy rằng đó là có ba lý do mà Thế Tôn chọn Kusinara để đi tịch. Đọc cái đó mình thấy xúc động. Một là ngài biết rằng Kusinara là một chỗ rất là hẻo lánh, khi mà ngài tịch rồi, nếu mà ngài tịch ở một xứ lớn đó, thì sẽ xảy ra vấn đề can qua chiến chinh. Các nước lớn là những cái nước mà coi như dễ đi lại đó, là quân đội các nước sẽ kéo tới, là sẽ xảy ra là máu đổ thịt rơi, xương gọi là thịt chất thay chất thành núi, mà máu chảy thành sông đó. Ngài biết ngài chọn Kusinara vì nó hẻo lánh, muốn tới được nó thì rất là xa, cho nên là hành quân không nổi. Đây, đó là chuyện thứ nhất, là vì nó xa xôi. Thứ và khi nó xa xôi như vậy đó thì cái chuyện mà chia phân chia xá lợi nó sẽ đơn giản hơn. Và ở đó có một người là ông Bà La Môn Đồ Nát, do cái ngẫu nhiên ông này ông có chữ Đồ Nát, nghĩa là cái căn nó lạ như vậy, một cái hò hẹn từ tiền kiếp, cái chữ Đồ Nát, chữ Nát chấm dưới á, Đồ Nát nghĩa là cái căn, mà ông là một vị thánh tam quả A-na-hàm này, vị thánh tam quả nha. Ông sẽ đứng với quy tính của ông sẽ đứng ra ông chia phân chia xá lợi thành 7 phần. Còn phần thứ 8 là trò thôi, như vậy hả. Đây là lý do thứ nhất, là ở đó là vấn đề xá lợi được giải quyết êm thấm ổn thỏa, trong hòa bình. Cái lý do thứ hai á, là ngày về đó ngày mới có cơ hội để ngày thuyết giảng kinh, cái thuyết giảng cái bài Đại Kinh Thiện Kiến. Tại sao vậy? Bài kinh này rất là quan trọng, bởi vì bài kinh này là ngày gọi là tổng ôn tập lại cho đời sau cái hành trình sanh tử, hành trình Phật đạo này. Bà con chắc đọc tới luôn không thấy cái này, đọc kỹ ra đi. Ngài cho thấy rằng đó là luân hồi, cái đỉnh cao của luân hồi là gì, là đứng đầu thiên hạ, mà cuối cùng thì sao, tất cả trở về quá khứ, tất cả chỉ là chim bao thôi. Và ngày chốt bài kinh đó là các hành là vô thường, thật là vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để xả ly. Này các tỳ kheo, những gì mà bậc đạo sư vì cái lòng thương tưởng cần phải làm cho các đệ tử thì ta đã làm hết rồi, ta không phải là cái vị đạo sư có bàn tay nắm giữ nghề riêng. Và này các tỳ kheo, đây là những gốc cây, những ngôi nhà vắng, hãy tinh tấn thiền định, chớ có để mình sau này phải hối tiếc.
đó, chốt bài kinh này. Nhưng mà bài kinh nó rất độc đáo và phải đọc cả chú giải nó thấy bài kinh này tại sao nó quan trọng như vậy. Nói là cái đỉnh cao của dòng luân hồi là gì, là đứng đầu thiên hạ, phải không? Nó đứng đầu thiên hạ, tức là ở cõi người thì làm chuyển lưng vương, mà cõi trời làm đế thích, là mát ma thiên tử, là đại phạm thiên đấy. Nhưng mà cuối cùng thì sao, cái vị trí đứng đầu ấy nó cũng chỉ là hình xương bóng khối, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện thôi, ưng tác như thì quá, chỉ vậy đấy. Và cái lý do thứ ba mà Thế Tôn chọn Kushinara để chiêu tịch là cái gì? Đọc cái đó mới thấy thương. Một người 80 tuổi mà trong kinh nói cái này mình thấy thương, thương lắm. Và đọc chú giải mới thấy khiếp. À, phải khoe luôn bà con, chúng tôi đang thực hiện một cái quyển gọi là Nam Truyền Đại Tạng Bách Khoa Thư. Có nghĩa là tất cả những cái vấn đề của giáo lý Pali, trong kinh Tam Tạng Pali đều được là giải thích bằng tiếng Pali, lấy ra từ sớ giải. Thì trong đó thí dụ như có bị đánh dùm tôi cái chữ Kushinara, thì những cái info quan trọng về Kushinara, kể về cái chuyện Thế Tôn Niết Bàn ở đó, là tại sao có chuyện gì sự quan trọng là có. Các vị đánh dùm tôi cái chữ cấp cô độc, Anathapindika, thì những cái chuyện mà liên quan đến các cấp cô độc đều được nhắc đến bằng tiếng Pali, đương nhiên có tiếng Việt. Các vị đánh dùm tôi cái chữ Visakha thì có bản Pali kế bên. Đấy, có bản Pali kế bên. Rồi cho biết xuất xứ là chú giải kinh gì. Bà Visakha là con cái nhà ai. Đấy, bà có năm cái vẻ đẹp là cái gì. Đẹp da, đẹp răng, đẹp tóc, đẹp vóc, đẹp người. Rồi cái sức mạnh của bà nó tương đương với năm con voi. Có nghe trong kinh đó, một con voi mà nó chạy tới bà lấy ngón tay và bọc bà tôi biết tình nhất chính chỉ là có thiệt. Lục mạch thần kiếm là có thiệt. Đàn chỉ thần công của Hoàng Diệt Sư, lục mạch thần kiếm của Đoàn Dự, và coi như là nhất chân chỉ của Đoàn Nam Đế với là Dương Trục Dương là có thiệt. Tức là bà mạnh, sức mạnh bẩm sinh, không do luyện tập, không có cần phải lý mặt sầu hoặc là tiểu long nữ là doanh doanh là Dương Ngọc Yến, không cần. Bà chỉ có một ngón tay bà đó thì bà có thể làm cho con voi nó chết. Đấy. Bà mạnh bằng năm con voi, như là ngày vô não Angulima lá, ngày mạnh bằng 7 con voi, sức chạy bằng 4 ngựa này. Rồi ngày rồi đánh cái chữ Mahakaspa thì cho biết là vị này có ba cái hảo tướng, là tướng Quảng Trường Thiệt, lưỡi dài rộng, tướng tay người đứng thẳng không khâm mà tay sờ đầu gối được, và cái tướng Mã Âm Tàng, ví dụ như vậy. Thì đánh ra mỗi một cái chữ như vậy nó cho mình tất cả thông tin. Rồi trong đó định nghĩa về tứ chính cần, đó giờ mình hiểu rồi, tứ chính cần là thận trừ tu bảo, nhưng mà nó có những info rất là cốt lõi về tứ chính cần. Samapatthana. Thì ở trong đây mới nói rằng ví dụ đến cái bị đánh cái chữ Kushinara là cho các vị biết một loạt thông tin mà tôi nhắc lại bằng tiếng Pali, có Pali song ngữ nha. Cái bộ đó là Nam Truyền Đại Tạng Bách Khoa Thư. Cái tựa nó hơi chậm đó, nhưng mà tôi còn có lúc tôi tính lấy cái tên đơn giản, chắc cuối cùng lấy tên đơn giản là sổ tay tâm tạng thôi. Thí dụ quên còn mấy cái phải khoe, thí dụ như cái chữ tâm tịnh dục, gọi là cô tiếp cơ tiếp cô tiếp parisotti, cái tiếng Pali, cái tâm tịnh dục là cái gì, và trong đó định nghĩa rất là rõ, không thấy không nghe không nghi là cái gì. Đã phải có Pali chứ mình nói tao nó tin này. Thí dụ như không thấy là không thấy con vật đó nó bị giết, nhưng mà không nghe đây là không nghe ai nói gì, chứ không phải là nghe không có nghe con thú nó kêu, mà không biết bao nhiêu giảng sư pháp sư soạn giả, bao nhiêu Phật tử các thế hệ cứ hãy định nghĩa tâm tình dục là định nghĩa như vậy. Không thấy là không thấy con vật bị giết, rồi thứ hai là không nghe là không nghe tiếng con vật nó kêu. Cái này là mà người ngoại đạo nó đọc được đó là nó cười coi như văng cái hàm răng luôn. Có cái con nào mà mình giết nó kêu đâu, chỉ có 4-5 con thôi, heo bò dê cừu nó mới kêu, phải không? Chứ có còn con lươn, con cá, con tép, nghêu, sò, ốc, hết mấy con đầu nó kêu là em giọt mắt là sao em dám ăn. Mà nghĩ sao không biết, nghĩ sao mà đi định nghĩa không thấy không nghe là không nghe con vật nó kêu, mà bao nhiêu thế hệ cứ cắm đầu mà tin cái chuyện đó. Này, còn không nghi là sao, là không có lòng hồ nghi. Thấy người ta dọn lên một cái món cá thịt, có phải người ta làm cho mình không ta? Khi có lòng nghi như vậy gọi là parisankita, cái lòng hoang mang đó, cái hoang mang đó, cái lòng nó có yên ấy. Đấy. Thì cái đó rồi, thì ba khi không có ba cái này gọi là tâm tịnh dục.
và có Pali đàng hoàng. Đây, nhớ nha. Mà đó giờ mình cứ nói tam định nhục là tam tam, thành ra trong đó họ kể tới 9 lần quý vị. Đây, nó kể tới 9 trường hợp lần. Chứ không phải chỉ có 3 cái đó đâu. Là 3 cái đó mới triển khai ra tới 9 trường hợp. Nhớ nha. Thì trong ba cái lý do mà tại sao Phật chọn cái cuốn Sinh ra để riêng tịch, mà nãy quý vị tưởng tôi đang nói lạc đề không phải. Tôi nói rằng chỉ có 1% người Phật tử Việt Nam đáng gọi là Phật tử tứ thiệt. Nhưng mà chúng ta không nên coi thường 1% đó, là vì sao? Là bởi vì 1% cũng là không ít. Dầu một người cũng đáng. Rồi tôi mới kể cái chuyện của Sinara, là Đức Thế Tôn có ba lý do mà chọn của Sinara để ngày viên tịch. Một là tránh cái chuyện can qua, ở đó có người chia phân chia xá lợi cho ngài, để chúng sanh không có máu đổ thịt rơi. Thứ hai là ngài có đủ duyên sự để ngài giảng cái đại kinh thiện kiến. Thứ ba là ngài về đó để ngài gặp được cái người đệ tử sau cùng là Du Sĩ Sư Phát Đa. Trong kinh nói thinh văn có hai trường hợp, một là Sa Bá Cá Vê Nay Giác, trường hợp thứ hai gọi là Buddha Vê Nay Giác. Sa Bá Cá Vê Nay Giác có nghĩa là cái người mà có duyên với các vị thánh thinh văn, các vị thánh tăng ấy, thánh tăng, thánh cư sĩ. Về thinh văn giảng mình nghe là đắc rồi, nhưng có những cái trường hợp đặc biệt cũng thinh văn nhưng mà không thể nào mà nhờ thinh văn khác giúp. Thinh văn nhưng mà có trường hợp là phải gặp đúng Đức Phật mới độ được họ. Họ được gọi là Buddha Vê Nay Giác. Vê Nay Giác nghĩa là training. Vê Nay Giác nghĩa là training. Buddha Vê Nay Giác nghĩa là phải được Phật đứng ra Phật dạy cho phải đắc. Thì ngài biết là vị khai Du Sĩ Sư Phát Đa là trường hợp hai, là Buddha Vê Nay Giác là phải đi được gặp Phật. Đấy. Thì cái chuyện đầu tiên ấy là mình đoán mơ hồ, tại vì Phật là đại bi, Phật là đại bi thì dầu một người thì cũng thương. Đấy. Nhưng mà hiểu vậy thì nó kẹt lắm, hiểu thêm nữa mới thấy cái đại bi ghê gớm của một vị Phật. Đấy. Thứ nhất là ngài biết rằng cái người này không gặp được ngài là coi như là lúa luôn. Đấy. Không phải mất chủng tử đâu, nhưng mà phải gặp một Phật sao, phải gặp Phật sao, một vị Phật sao rồi. Đấy, xa xôi lắm. Cho nên phải gặp được, mà vị này là cái duyên người ta đã chín mùi, bây giờ không gặp ngài là coi như người ta lúng luôn. Thí dụ như ngài gặp ngài Angulimala, ngài biết chỉ cần ngài tới trễ một chút thôi thì Angulimala sẽ giết mẹ, mà khi giết mẹ rồi vô phương. Giống như ai qua sợ thế mà giết cha là xong là vô phương. Ngài Angulimala mà Đức Phật tới trẻ là vị này giết mẹ là vô phương. Cho nên Phật đại bi là chỗ đó, thương, không có muốn cái chủng bồ đề người ta bị mất. Người ta đã tu hành máu đổ thịt rơi bao nhiêu kiếp, để rồi bây giờ là chỉ cần mình chịu khó mình đi bộ một chút thôi. Mà nãy tôi có chỗ tôi muốn nói mà tôi quên. Trong kinh nói từ cái ngôi làng cuối cùng Bohugama mà về Kusinara chỗ phiên tịch là chỉ có ba ga phúc tá thôi, có nghĩa là chưa được một do tầng, bởi vì một do tầng là 4 cái ga phúc tá, có nghĩa là khoảng 3 cây số, không 3 cây số. Một do tầng là khoảng 9 cây số, không mà một do tầng là 4 ga phúc tá, có nghĩa là 9 cây số mà chia cho 4, có nghĩa là khoảng 2 cây mấy, 2 cây rưỡi đi, cho 2 cây rưỡi đi. Mà từ cái làng Bohugama mà về Kusinara là chỉ có 3 ga phúc tá, có nghĩa là chỉ có 3/4 do tuần thôi. 3/4 có nghĩa là chỉ khoảng chừng 6 cây số thôi. 6 cây số, không, khoảng 7 cây số. Mà Đức Thế Tôn đã dừng chân biết bao nhiêu lần không? Cái này phải đọc trong chú giải mới xếp mai mốt trong cái quyển mà Bách Khoa Thư mình có. Trong có 7 cây số thôi mà Thế Tôn mệt đến mức mà phải dừng chân 25 lần, 25 times, 25 lần. Đi, ngừng lại, đi rồi ngừng lại. Các vị tưởng tượng 7 cây số mà ngừng 25 thì các vị tưởng tượng kinh dị lắm quý vị, mệt lắm. Bởi vì trong kinh nói đó là cái thân lực của vị chánh đẳng giác hơn cái người bình thường không biết là bao nhiêu lần. Nhưng mà khi mà ngài gọi là 3 tháng trước đó, khi mà ngài chánh niệm tỉnh giác xả bỏ thọ hành, tức là quyết định dùng cái tứ thần túc quyết định
không duy trì cái tuổi thọ nữa, không duy trì cái sức khỏe nữa, cho nó đổ dốc không phanh, thì trong kinh đó lúc đó là sức nó xuống rồi, xuống rồi. Ngày không, trước đây ngài dùng cái thiền định, ngài kèm dùng tứ thiền tầng tốt ngài kèm, nhưng mà khi mà ngài đã là chánh niệm tỉnh giác xả bỏ tham là ngài không có kèm nó, chẳng nhận, bởi vì trong đó trước đó nó được là mấy tháng trước khi mà tập đó. Có buổi chiều đó ngài đau lắm, thì ngài đau lưng á, ngài đau lưng thì ngài mới suy nghĩ là cái nghiệp của ta trợ đến đây là có thể can thiệp được rồi. Đấy, thì ngài mới chú nguyện thế này: từ đây cho đến khi ta viên tịch, chứng đau lưng đừng tái phát nữa, với cái tứ nghĩa tốt của một vị Phật. Ngài chú nguyện như vậy: từ hôm nay mà cho tới khi ta viên tịch, bệnh đau lưng đừng tái phát nữa. Thế là ngài cái chứng nó coi như được giải quyết giúp tức khắc ngay lúc đó, khiếp như vậy. Nhưng mà khi mà ngài quyết định ngài buông cái tuổi thọ, ngài không có kèm nữa. Kèm dĩ nhiên trong rung của nhiều người thì cho là phong thần. Ok, kể cha tôi không có nói nha, tôi giảng lại kinh. Khi mà nghe và đặc biệt là trong kinh nói đó, sau cái buổi ăn trưa tại nhà của ông Chun Đá, đấy, tại nhà ông Chun Đá sau bữa ăn trưa, thì trong kinh nói cái giọt sức khỏe sau cùng của Thế Tôn không còn nữa. Trong kinh còn xài một ví dụ thế này: giống như nước giống như sóng mà hòa tan trong biển vậy, giống như đợt sóng mà nó hòa tan trong biển vậy, mất tiêu. Thì ở đây cũng vậy, không biết vì sao trong kinh các ngài là dùng ví dụ đó, giống như một cái con sóng mà hòa tan trong nước, thì cũng vậy. Sức khỏe Thế Tôn là đã bị giảm, gọi là nghiêm trọng, bị đổ dốc không phanh, không thắng từ 3 tháng trước, nhưng mà cũng còn gọi là lay lắc. Nhưng mà đến sau cái bữa ăn của ông Chun Đá, bữa ăn cuối cùng á, bữa ăn là mình dự đoán là khoảng chừng 11 giờ trưa ha. 11 giờ trưa nay thì 5 giờ sáng mai là ngày tịch. À, thì kể từ 11 giờ trưa nay là dùng xong là khoảng 11 giờ rưỡi đi ha. Là ngày dùng cái đúng là hơi tàn sức kiệt đó. Ngày đi trong 7 cây số mà ngài phải dừng chân 25 lần như vậy, cuối cùng mới về đến Kusinara. Và ngài mệt lắm rồi, ngài nói với ngài với ngài Anan, hai chị thứ nhất, Anan trải cái tăng già lê ra cho nhân la lai nằm nghỉ ở dưới khoảng giữa hai cây sala này. Điều thứ hai là Anan khẩn cấp vào báo cho hoàng tộc mà là biết rằng Thế Tôn đã đến ngự uyển và đêm nay Thế Tôn sẽ viên tịch tại đây. Đó là hai việc. Ngài Anan cấp tốc trải liền cái tăng lê y hai lớp của Đức Phật, trải ra cho Thế Tôn nằm, trải trong tên kinh kể là chất túc của năng, tức là cái y đó là trải làm 4 lớp, mà gồm kể rõ đó là cái y đó y chuẩn là sao, tức là cái bề dài á bằng 6 cái này, 6 cái này tính từ cuộc trở này cho tới đầu ngón giữa, gọi là một hắc tay. Mà y chuẩn này có nghĩa là một cái chỉ có lá y của chư tăng hình này của Đức Phật cũng vậy, hình chữ nhật, thì chiều dài là 6 cái này, 6 tính từ cái đầu này tới cái này, từ cái đầu chỏ cho tới đầu ngón giữa là một cách tính theo cái cách đo người Ấn xưa đó. Bề dài của y lá y trái là 6 và bề ngang là 4, thì ngày nay ngày trải vừa vặn, ngày xếp thành 4 lớp, tức là mỗi một lúc bây giờ là mỗi cạnh nó còn có đúng một cái này của Đức Phật thôi, vừa vặn để ngày nằm. Mà tại sao? Bởi vì dưới 4 thì không êm, mà nhiều hơn 4 thì qua bề ngang quá nhỏ, nằm không thoải mái. Mà xếp thành 3 thì rộng á, nhưng mà không êm. Cho nên ngày xếp thành 4 là vừa nằm mà lại vừa êm. Xếp xong cái chất túc của năng, xếp xong 4 lớp rồi để thỉnh Thế Tôn nghỉ trên đó. Ngài lập tức đi vào và báo cho hoàng tộc biết. Và họ lần lượt họ kéo ra họ viếng từ đó mà cho tới khuya. Và ngày nay ngày xét thấy rằng phụ nữ không đi đêm được, cho nên khi người ta đến viếng, ngày cho phụ nữ đi viếng, ngày thông báo là cho đến bao giờ nắng chưa tắt thì ưu tiên cho phụ nữ từ viếng trước, rồi nắng tắt rồi phụ nữ mà rút hết rồi đó, đi về hết rồi bây giờ mới tới nam tới viếng. Thì trong cái đêm cuối đó là ngày du sĩ Sipada. Du sĩ Sipada là một du sĩ này, có nghĩa là một cái vị mà thầy kiểu mà cái kiểu thầy tu mà đi lang thang chỗ này chỗ kia đó, du tăng ấy. À, ông sư mà đi đầu này đầu kia gọi là du tăng, còn ông này gọi là du sĩ, nghĩa là một cái giáo phái gọi là đi đầu này đầu kia rồi học hỏi nay đạo này nay đạo kia đó rồi tu trên đường ấy, gọi là du sĩ.
Thì ở trong cái quyển Bách Khoa Thư của tôi, trong đó định nghĩa rất là kỹ những cái từ gọi các cái hạng tu sĩ như Tapasa là sao, là ở trong rừng. Chattila là đạo sĩ mình trên tóc đanh, tóc mà họ để dài, họ búi. Rồi Paripachaka là cái tu sĩ mà đi đầu này đầu kia, trong đó định nghĩa rất rõ mà bằng tiếng Pali. Đấy, nhớ nha. Cho nên mai mốt là những cái từ ngữ, những khái niệm quan trọng của Phật pháp mình, nên là mình để vô đó mình tra mà có Pali, có xuất xứ ở đâu. Chứ tôi cũng ấn nhất là bây giờ từ điển Phật học nó đầy như quân nguyên, nó mà không biết xuất xứ ở đâu. Mà na giữa cái cuốn mà khai nguyên thích lục gì của Tàu, đời Tống, đời Đường, Nguyên, Minh, Thanh thì mệt quá đi. Mà tất cả là Pali hết, xuất xứ trong chú giải hết, trong tâm tạng hết nha. Thì ở ngày Du Sĩ Sư Bánh Đa đã vào gặp Phật thì xin gặp Thế Tôn. Thì ngày A Nan ngày nói là Thế Tôn đang mệt lắm, không có tiếp khách. Thì lúc Đức Phật nghe như vậy, ngày nói A Nan ơi, hãy cho Sư Bánh Đa vào gặp Như Lai. Đức Phật dạy như vậy, Đức Phật dạy như vậy. Thì ngày A Nan vào đưa ngày cư Du Sĩ Sư Bánh Đa vào, Du Sĩ quỳ sập xuống lại liền. Du Sĩ nói xin lỗi. Còn ngày nói đêm nay thì Samon Gautama sẽ liên tịch. Con hy vọng trong cái giây phút cuối cùng này con được nghe Samon Gautama dạy dỗ. Con xin có mấy câu hỏi. Là con đi đâu con gặp vị nào cũng nhận mình đó là bậc đắc đạo hết trơn, thánh nhân hết. Con xin hỏi có đúng như vậy không? Có đúng là bậc đắc đạo, đúng là thánh nhân hay không? Thì Đức Phật dạy thế này. Ta không nên bàn, ta không nên nhắc đến cái chuyện ai là thánh ai không là thánh. Ở đây ta chỉ nói đến bốn chữ không thôi. Bốn chữ không, không. Cái không thứ nhất là không có một cái gì trên đời này đã sanh ra mà lại vĩnh cửu. Có nghĩa là không có một pháp hữu vi nào mà trường cửu là không có. Đó là cái không thứ nhất. Cái không thứ hai đó, không. Cái đầu tiên ngày khai mào bằng một cái không khác chứ. Ngài nói cái không đầu tiên đó là không bao giờ tìm được dấu chân con chim trên bầu trời thì nó không có. Cái không thứ hai là không có một pháp hữu vi nào trường cửu. Cái không thứ ba đó là ngoài cái con đường bát chánh đạo thì không thể có thánh nhân. Thật ra ngài nói đừng nhắc, nhưng mà thật ra trong cái này là có nhắc cái đó, đã có nhắc cái câu đó là ngoài bát chánh đạo thì không có thánh nhân, và chư Phật thì không còn phiền não. Như vậy tổng cộng là có bốn cái không. Cái không thứ nhất là không thể có dấu chân chim trên bầu trời. Tại sao phải nhắc cái gì đó? Cái gì đó không quan trọng, nhưng mà ít nhất lấy cái đó là trong hát cô đầu, hát cô đầu, hát ả đào ngoài Bắc nó có cái câu mửu. Câu mửu là cái câu khai, câu nhập ấy. Câu mửu câu đầu tiên không có này. Nó giống Việt Nam mình ca dao gió đưa bụi chuối sau hè, câu đó nghe lý hết, nhưng mà cái câu sao quan trọng. Cái anh mê vợ bé đó, bỏ bè con thơ lại, cái câu đó là câu quan trọng. Hoặc là đèn Sài Gòn còn xanh còn đỏ, đèn Mỹ Tho còn tốt luôn, anh về học lấy chữ nhu quá. Chính trang cũng đợi mượn. Thẳng ra cái vụ mà đèn Sài Gòn, đèn Châu Đốc, cái vụ cái đèn nó chạy xa, nó cái quan trọng nhất là cái sao. Gió đưa cây cải về trời, cái câu đó, nhưng mà cái thấm mà thấm đâu sao. Gọi là giơ tay, mình ngắt ngọn ngò, cái đó không nhớ lý, nhưng mà thương em đứt ruột, giả đò, lơ, đó mới ăn tiền. Chứ còn gì mà giơ tay ngắt ngọn ngò thì ta trợn, nó là không, nó hay, cái hay là hay cái sao á. Thì ở đây á, là cũng vậy, cái câu đầu tiên là cái câu giống như câu mửu, nhưng mà rất là quan trọng cho biết cái không. Cái câu đầu tiên đã có ý nghĩa rồi, tuy là mửu nhưng mà có ý nghĩa là giống như là trên trời không thể có giống trên chim thì cũng vậy. Không thể có pháp hữu vi bền vững hoài, cũng không có thánh nhân ngoài bát chánh đạo, và cũng không có phiền não ở chư Phật. Thì sau khi nghe chừng đó thôi, không tới câu thứ năm, chỉ đúng vừa vặn bốn câu, không hơn không kém, thì Sư-ba-đa quỳ sụp xuống bạch Thế Tôn, xin cho con được xuất gia. Đức Phật dạy rằng một người ngoại đạo khi vào giáo pháp phải mất ít nhất là 4 tháng biệt trú để mà bỏ cái cũ làm quen cái mới. Nhưng mà ở đây ta thấy rằng cơ tánh chúng sinh có khác biệt, không phải trường hợp nào cũng áp dụng 4 tháng biệt trú, với ngươi là ngoại lệ. Rồi Đức Phật này dạy ngày nay đem vị này ra, Đức Phật đang nằm ở đó thì tránh ra sau lưng ngài để mà cạo tóc cho vị này, cạo tóc và cho vị này lấy y, cho vị này lấy ra, vị Tỳ kheo này cũng có y dư mà không phải y dư mà y sê cô đó, lấy một cái ly lên y sê cô cho vị này.
chứ còn mình giờ vali rồi tùm lum hết, vali nào carry on rồi nào là check in tùm lum, hồi đó làm có hồi đó là gia tài bởi vì là nhiều lắm, là có cái ICO cái bên này. Xong xuôi là vị này quấn ghi vào là Đức Phật ngài cho một cái đề mục, vị này ra gốc cây đó chỗ khuất khuất rồi ngồi hít vô thở ra đắc a la lục thông tam minh và bốn trí vô ngại vào lại Phật, lại Phật, Phật nhìn và biết xong rồi. Đây là cái như là last one của mình này, gọi là Pachamaco put thông vị này vô vị cuối cùng đó, vị cuối cùng đệ tử Phật. Vì đó, vì cái vị này mà Thế Tôn phải 25 lần dừng chân trên một quãng đường 7 cây số. Mà không phải vậy đâu. Thứ nhất là đại bi của chư Phật không có toan tính ít nhiều. À, 1 tỷ người cũng thương, 1 người người cũng thương. Đúng, đó là đại bi của chư Phật. Chư Phật không có phân biệt sang hèn, ngu trí, ít nhiều. Chư Phật không có phân biệt. Thương là cứ thương thôi. Nhưng mà còn nhiều chuyện còn ghê gớm nữa. Cái thứ hai nữa là người ta đã trầy di trống dậy bao nhiêu kiếp. Lẽ là bây giờ mà không về là mất cơ hội người ta. Còn phải tội. Người ta phải luân hồi bao nhiêu kiếp nữa. Đó là hai. Cái thứ ba mới rợn người này. Một người mà chứng thánh, một người mà chứng thánh thì có vô số đại dương máu lệ của thế giới được cắt giảm. Các vị nghe cho kỹ chỗ này nghe. Một người thôi, một người only one, một người không nô ai, một người chứng thánh thì vô số đại dương máu lệ của trần gian được cắt giảm, được xóa sổ, được làm khô đi. Tại sao? Thì vẫn vậy. Mỗi một người trong dòng sanh tử, cái máu mà mình đổ ra nó nhiều như biển, sữa mẹ mà mình bú nhiều hơn biển, nước mắt mà mình đổ ra nó nhiều hơn biển. Tăng Chi nói, kinh Tăng Chi phần một pháp nói như vậy, chứ không phải là tôi nói nha. Mỗi một người mình sanh tử, mỗi người sanh tử máu lệ sữa mẹ mà đổ ra trong dòng sanh tử nó nhiều như vậy. À, mà chưa hết, mỗi một người như vậy đó mà trong dòng luân hồi đó lại gây máu lệ cho người khác ấy, vô số kể. Phần mình á, máu lệ phần mình á, người khác làm cho mình đổ máu đổ lệ đó là nhiều hơn bốn biển. Đúng, nhưng mà phần mình mà làm cho người khác mà đổ máu đổ lệ đó không kể xiết, không kể xiết, không kể xiết. Mình nhìn mặt ông Kiên, ông Nhân hiền hiền hiền, chứ còn kiếp trước ông là Pol Pot, Hitler, đó là mình phải tin chỉ đó, phải tin như vậy. Đấy. Cho nên một người mà chứng thánh thì vô số đại dương máu lệ của trần gian được cắt giảm. Thì thử hỏi cái cuộc gặp gỡ sau cùng với người đệ tử sau cùng này có đáng lắm không? Hình như hơi đáng, hình như hơi đáng. Đấy. Đấy. Cho nên dầu chỉ 1% chúng ta cũng phải nỗ lực. Đấy. Bởi vì một người đức đạo thì tuy không bằng một người chứng thánh đúng, nhưng mà cũng cắt giảm rất nhiều máu lệ. Đấy. Chẳng hạn như hôm nay mình chỉ nhìn trên mặt trận Facebook là mình thấy bao nhiêu thương hận đấy, trên đó, máu đá trên đó. Mấy bữa nay có mấy người tự họ gửi cho tôi, họ nói sự theo dõi cũng hay. Thì tôi cũng tò mò, tôi coi bà Hằng gì đó, bà Hằng Đại Nam gì đó. Bà đại gia gì của Đại Nam đó. Bà gọi như là bà tả sung ngũ đột mà đơn thương độc mã mà dư vào trốn không người, như là kiều phong mã mà ai mà nhãn mũ quạt bà quậy tung cái gì đó, mà chỉ vì đó, một chuyện nhỏ nhỏ thôi. Rồi trong đạo biết bao nhiêu chuyện, cứ một người mà còn trầm luân là nó còn quậy, nó không biết đạo nó quậy, kiểu không biết đạo mà nó biết rồi nó quậy cái kiểu biết đạo, các vị thấy chưa? Mà bây giờ nếu mà biết mà đến cái mức mà không còn quậy nữa, chưa chứng nhà, chưa chứng thánh, mới không biết mà đủ để không quậy thôi là đã là phúc ba đời cho thiên hạ ba tánh rồi. Đấy, nói chi là một người chứng thánh. Đấy, cho nên dầu 1% chúng ta cũng phải bằng mọi giá để hỗ trợ 1% đó. Và cái điều rốt ráo ra cùng tôi mong mỏi là tất cả chúng ta có những chuẩn bị thật tốt. Chuẩn bị thật tốt cho một cái ngày mai, ngày mốt
tuần sau, tháng tới, năm tới, thập niên tới, quãng đời tới, và